Tập 23. Ta có thể nói cho ngươi tin tức của kho báu, và lại kho báu thuộc về ngươi hết. Ta không lấy chút nào hết, nhưng ngươi phải đồng ý một điều kiện với ta. Xin công chúa cứ chịu thị, ta muốn thử qua hoài phải chết. Lúc nãy công chúa và ca con công của Đông Sưởng đã gặp mặt ở rừng cây phía đông thành. Công chúa nói tin tức của Thiền thiếu gia cho cao công công. Thúc chắc chứ? Chắc à? Lão nô tận mắt trông thấy đấy. Thật không dám tin, phu nhân của ta lại thông đồng với cao công công của Đông Sưởng hãm hại con trai ta. Nói vậy, cái chết của tiên nhi cũng liên quan đến nàng ấy. Thật không hiểu nổi, cứ luôn miệng nói yêu ta, nhưng tại sao lại không tha cho con trai ta chứ? Bao năm trôi qua rồi, tại sao nàng ấy không buông xuống được chứ? Thiếu chủ bất giận, đừng tức giận làm tổn hại sức khỏe của mình. Nếu Đồng Sưởng cũng tham dự vào, thì ta nghĩ sau này nhất định sẽ có một trận ác chiến đây. Thiết Thúc nói đúng lắm. Bây giờ ta có một chuyện muốn Thúc đi làm. Chuyện này buộc phải để Thiện Di làm. Trùng hợp vậy sao? Mọi người cũng ăn ở đây sao? Tí cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vô Thương, cảm ơn muội nha. Sao cô nấy lại cảm ơn vậy? Không có gì đâu, ăn nhiều vào. Không có gì thật sao? Có một số người lấy đồ của người khác là không từ mà biệt. Đúng vậy, thật quá đáng đấy. Quá đáng rồi. Được, nếu huynh cho là ta lấy thì cứ coi như ta lấy thật đi. Huynh vui là được rồi. Hai vị ăn gì ạ? Giống họ, ít dầu thôi nhé. Được, chờ chút. Vô Thương, ăn mau lên. Ăn xong mới lên đường đấy. Khả Khả, Quỳnh làm gì vậy? Quỳnh còn mặt mũi nào hỏi ta? Thiết Ngưng Y đã về rồi, Hoài Xấu Xí vẫn chưa về đấy. Có phải Quỳnh ấy có chuyện gì rồi không? Quỳnh giấu ta đúng không vậy? Khả Khả, muội nghe ta giải thích đã. Sau khi Thiết Gia Gia về, ta vẫn luôn ở cạnh cha, vốn là định hỏi tin tức của đại ca, chỉ là tạm thời không có cơ hội mà thôi. Chưa có cơ hội hả? Ta không muốn nghe Quỳnh nói nữa. Bản cô nương không có thời gian đâu. Khả Khả, muội đừng giận. Được, ta đi hỏi cha ngay bây giờ được chưa? Chính Nhi, cha, đi tìm cha có việc gì? Cha, con muốn hỏi cha. Đại ca đâu rồi? Con đến đây đúng lúc lắm. Ta cũng có chuyện muốn hỏi đây. Chính Nhi, ta xin lỗi. Điều cho cha hiểu lầm con. Việc tình nhân trại bị dây quét, không trách được con đâu. Nhưng cứ yên tâm đi, đại ca con vẫn bình an. Nó đã rời tình nhân trại, về đến Kim Thủy Thành rồi. Kim Thủy Thành, cô này tới đó làm gì? Nó đi vì muốn báo thù cho mẹ. Chính Nhi, có chuyện này cha muốn nhờ con. Chuyện gì ạ? Cha muốn con lập tức rời khỏi thành, đến Kim Thủy Thành trợ giúp cho đại ca con. Được. Chính Nhi, con lòng dạ thiện lương,
chưa bao giờ tính toán với người khác. Chuyến đi này, dọc đường, cha mong con và đại ca con có thể chăm sóc lẫn nhau. Cha muốn hai huynh đệ con bình an trở về. Cha yên tâm đi ạ. Chính Nhi sẽ không phụ kỳ vọng của cha đâu. Sẽ bảo vệ đại ca chu toàn, đưa cô ấy trở về bình an. Được. Chính Nhi, cha nợ Thiện Nhi quá nhiều. Chỉ cần có con thì lúc mẹ con ra tay mới biết trùng bước. Ăn no rồi chứ? Vậy chúng ta đi thôi. Hai vị thông thả nha. Đi nhé. Đi rồi kìa. Không vội. Đừng ăn nữa. Làm gì vậy? Quynh bảo không vội mà. Mau lên. Cô nương xem đi ạ. Các loại màu chúng tôi đều rất đẹp đấy. Trống đang treo ở đây đây. Mau qua coi đi. Xem nào. Đại đi xem nào. Cô nương xem đi ạ. Cô có thích không? Cô xem màu này chúng tôi rất đẹp đấy. Cô mua đi ạ. Nè, các người đi theo bọn ta, như thế này vui lắm sao? Nói quên đấy, ta quên đấy, ta theo mùi sao? Đường này cũng không phải của mùi đâu. Chúng ta tình cờ đi sau mà thôi. Quá ra là vậy. Thế thì được. Mời hai vị đi trước. Đi. Hổ giải, trống bỏi đây. Tới xem đi. Khả khả, khả khả, ta nói cho mùi một tin tốt. Mau thu dọn đồ đạc đi. Cha ta bảo ta đến thành Kinh Thủy đi gặp đại ca đấy. Cô nói thật chứ? Tất nhiên là thật rồi. Mùi mau thu dọn đi, chúng ta lên đường luôn. Thật không? Lý Chính, huynh giỏi quá. Vì mùi, mau đi thu dọn đi. Lỡ mẹ ta biết được thì không hay chút nào đâu. Ta chuẩn bị trước rồi. Bây giờ chúng ta đi luôn đi. Xem ra mùi ấy đã sớm chuẩn bị rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Có đi không? Đi. Đi nào. Bị mẹ phát hiện rồi. Ai dám cản bọn ta? Các người muốn đi đâu vậy? Mẹ, hôm nay con không được đi đâu hết. Người đâu? Dẫn họ về đi. Hôm nay không ai cản được ta đâu. Ngươi, dừng tay cho ta. Là ta bảo hai đứa đi đấy. Thế cũng không được. Chính gì? Hai đứa mau đi đi. Ở đây cứ để cho ta. Chính gì mà gì? Đi mau thôi. Làm càn. Lý Mạn Thanh, chàng có biết mình đang làm gì không? Chị dám hỏi công chúa. Nàng có biết chính mình rốt cuộc đã làm chuyện gì không? Đi thôi, mau đuổi theo chúng. Công chúa, công chúa. Mẹ. Công chúa, công chúa. Công chúa. Đi thôi, mau lên. Công chúa. Khả khả, ta phải quay lại. Quynh không được quay lại. Quynh mà quay lại chúng ta không được đi đâu. Nhưng mà mẹ ta. Nhưng cái gì chứ? Mẹ Quynh có cha Quynh bên cạnh sẽ không sao đâu. Nhưng rốt cuộc Quynh cũng như cái gì nữa? Sao lại lằng nhằng vậy? Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, cũng rối trí lên như vậy rồi. Khả khả, mùi không biết đấy thôi. Bao năm qua cha ta vẫn luôn dừng nhìn mẹ, chưa bao giờ làm gì quá đáng.
Nhìn từ ngoài vào, họ giống chẳng giống phu thê, mà giống quân thần hơn. Nhưng lần này, cha ta tự tay đến mẹ ngất. Ta sợ, mẹ không chấp nhận được đâu. Cuối cùng cha quên cũng là nam nhân một lần rồi. Chưa biết chừng nhờ cơ hội này mà tình cảm cũng sẽ tốt đẹp hơn đấy. Quân đừng có lo nữa được không? Mụ không hiểu mẹ đâu. Phải, ta không hiểu. Nhưng ta hiểu. Nếu giờ chúng ta không đi sẽ không kịp đâu. Đi thôi, đi nào. Khả Khả, Vô Thương, cái này đẹp không? Bao nhiêu tiền vậy? Ta muốn mua cái này. Ta nhìn trúng nó trước mà. Muội nhìn trúng trước thì là của muội. Vậy muội nhìn trúng ta trước, thế thì ta có phải là của muội không? Vô sĩ. Quỳnh làm gì vậy? Này, đừng có làm bừa đấy. Sắp chạm rồi, sắp chạm rồi kìa. Đây gọi là kỳ ông đập lưng ông đấy. Bây giờ bản đồ kho báu ở trong tay ta rồi. Muốn có nó, đi theo ta đi. Đi nào. Vô sĩ. Đi nào. Uống chút nước đi. Không cần. Có chuyện này, ta cảm thấy là ta nhất định phải nhắc Quynh. Tính tình ta xấu lắm. Nếu có ngày nào đúng lúc tâm trạng ta không tốt, bà Quynh lại đến làm phiền, thì chưa biết chừng là ta sẽ giết Quynh đấy. Ta cũng có chuyện này muốn nhắc nhở muội. Giờ bản đồ kho báu đang ở trong tay ta. Tốt nhất là muội cư xử tử tế với ta một chút đi. Lỡ có một ngày tâm trạng ta cũng không tốt, thì chuyện Du Như đi tìm kho báu này, ta cũng không cho muội đi theo đâu. Quynh uy hiếp ta sao? Đúng đấy. Rồi sao nào? Quynh cảm thấy ta không thật nhẫn tâm với Quynh đúng không? Muội xuống tay trước đi rồi nói. Sao giờ? Yên tâm đi, Tí cô nương chắc chắn là không làm hại đến Lý Hoài đâu. Họ đây là ngược luyến tình thâm, ngược tâm cẩu độc thân. Không sao đâu. Ngược tâm cẩu độc thân lấy gì đây? Nói cho ta biết đi. Ngược tâm cẩu độc thân là... Đừng hỏi nhiều nữa, xem kịch đi. Sao không giết ta đi? Giết cô làm bản kiếm của ta. Cẩn thận hối hận đấy. Thiếu chủ, Thiết Thúc, có phải chính nhi đã rời đi an toàn rồi không? Vậy người chúng ta phải đi ngầm bảo vệ họ đã xuất phát chưa? Nhớ là không được để xảy ra sơ suất nào đấy. Thiếu chủ yên tâm, ta đã phái người ngầm bảo vệ họ. Những người đó đã tận mắt nhìn thấy thiếu gia bình an vô sự ra khỏi kinh thành rồi. Người mà phụ chúng ta phái đi cũng đã xuất phát rồi. Ta còn căn dặn nhiều lần nữa, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Sao vậy? Thiếu chủ lo cho công chúa sao? Ta thật không ngờ công chúa lại cấu kết với Cao Công Công của Đông Sưởng. Ta nghi ngờ Cao Công Công
chính là kẻ đứng sau sai khiến sát hại Tiên Nhi. Cao Công Công là một kẻ không dễ đối phó đâu. Chúng ta khoan nói võ công của hắn rốt cuộc cao cường như thế nào. Hắn là người có gia giới, bên cạnh hoàng thượng, có quyền có thế. Nếu như không có chứng cứ gì, e là khó lòng xuống tay được đấy. Cho nên chúng ta tạm thời vẫn chưa được hành động. Vì Cao Công Công này, vì sao lại ra tay với Thiên Nhi, chúng ta vẫn chưa biết được. Nếu hắn chỉ nhằm vào bản đồ kho báu của Ban Kim Tiền, thì ta nghĩ hắn cũng không đến mức ra tay tàn độc như vậy đâu. Cho nên trước mắt chúng ta chỉ có thể im lặng quan sát tình hình. Nhưng nếu Cao Công Công này thật sự là kẻ chủ mưu đứng sau sát hại Tiên Nhi, thì Thiên Nhi phải làm sao để dựa vào năng lực của mình mà báo thù cho mẫu thân của nó đây? Giờ ta lo lắng nhất là Thiên Nhi thôi. Nó không được quá kích động, vì trước mắt nó hoàn toàn không phải là đối thủ của Cao Công Công. Thiếu chủ yên tâm, thiếu công tử từ nhỏ lăn lộn bên ngoài mà trưởng thành, tuy tuổi còn trẻ, ngoài hình trông có vẻ ương bướng phóng túng, nhưng mà trong lòng cô ấy rất biết tính toán đấy. Ta nghĩ chưa đến đường cùng thì cậu ấy sẽ không ra tay đâu. Ta mong là như vậy. Cái gì khách quan? Cái gì khách quan à? Đã vào cửa là khách. Mấy vị đi đường xa tới đây, không biết là dừng chân hay là nghỉ ở đây. Tiệm ta đảm bảo sẽ khiến các vị hài lòng. Ta muốn, ta thấy trời sắp tối rồi, hay là chúng ta nghỉ ở đây một tối đi, sáng mai lại lên đường. Được thôi. Điều gì là thế này? Tiệm này chúng tôi bao hết nhé. Hay cho những kẻ lông bông khác đi hết đi. Đúng thế. Đúng. Ý tài chính là một số kẻ lông bông nào đó. Còn chưa đi? Bọn ta là kẻ lông bông sao? Quỳnh nói xem. Ta thấy gần đây hình như chỉ có một nhà trọ thôi. Ở đây có nhiều phòng như vậy, hai người cũng không ngủ hết đâu. Ta bao hết cả nhà trọ rồi. Có ngủ không được hay là không hết thì tùy bọn ta thôi. Các vị đừng cãi nhau nữa. Theo nguyên tắc thì công bằng đi. Bản tiệm quyết định ai trả giá cao hơn thì được. Nào, ta trả. Ta trả đấy. Gấp đôi. Mấy cái lông bông này ra ngoài đi. Còn ý kiến gì không? Không có ý kiến gì. Không hề có ý kiến gì đâu. Không hề. Vậy xin mời những kẻ lông bông đích thực này ra ngoài đi. Dân dân, tiểu nhân đi làm ngay đây. Này, bây giờ phải làm sao đây? Làm sao ta biết được đây? Hai vị đừng phiền lòng. Sát vách có một căn phòng rất ấm áp đấy. Hay là hai vị qua đó nhé. Một căn phòng ấm áp. Đi thôi. Đi nào. Đi theo tôi. Hai vị, lại đây đây. Tiểu nhị ca, Quỳnh có phòng nào khác không? Phòng này sao mà ngủ được đây? Xin lỗi, đây là căn phòng duy nhất rồi đấy. Nếu hai vị chơi thì còn cách là chiều màn trời chiếu đất thôi. Đừng trách ta không nói. Bên ngoài khi trời tối thường có dã thú đấy, không cẩn thận sẽ làm mồi cho chúng đấy. Nhưng mà cũng không thể để hai đại nam chúng ta ở đây chèn chúng một cái giường nhỏ như vậy chứ. Để đấy bụng hả? Ta thì không sao đâu. Để không ngủ thì ta ngủ đây. Ta cũng không để bụng đâu. Vì chúng ta hãy cùng ngủ đi. Cùng ngủ đi mà. Ôi lạnh quá. Chật quá đấy. Cho ta một ít đi, lạnh quá. Ôi chật quá. Đi rửa chân trước đi. Rửa chân gì chứ? Lạnh thế cơ mà. Hay là hai chúng ta rửa nhé. Được không? Cũng được đấy. Hai vị khách quan nghỉ ngơi sớm nhé. Tiểu nhân không làm phiền nữa. Nhưng mà nhỏ tiếng một chút đấy. Tỷ tỷ, mùi lớn thế này rồi, mà đây chính là lần đầu tiên mà chỉ có hai người ở lại nhiều phòng như vậy đấy. Tốt thật. Vậy bây giờ mùi hãy hưởng thụ đi. Có điều, mùi nói xem liệu họ thật sự là không tìm được chỗ ở không?
Tỷ xem đi, lúc nãy ngoài kia cứng miệng là vậy, giờ lại sót bọn họ rồi. Không phải sót đâu, đừng nói lung tung nữa. Tiểu tỷ nghe đi, ai đang thổi sáo ở đó thế nhỉ? Hay thật đấy. Khó nghe như vậy còn có thể là ai đây? Mùi thấy hay lắm mà. Nếu mà hay thì từ từ thưởng thức đi. Ta còn có một chút chuyện nên là ra ngoài một chuyến đây. Thái Nguyệt, hay không? Hay chứ. Có muốn tôi dạy mùi không? Thượng Quan ca ca, quá ra đầu Quỳnh sao? Quỳnh thổi đã khúc nhạc bằng lá được. Hay thật đấy. Vô Thương, Thái Nguyệt đâu rồi? Tỷ ấy ra ngoài rồi. Quỳnh tới đây tìm tỷ ấy à? Vì khúc nhạc khi nãy của Quỳnh là thổi cho. Không phải. Đúng lúc ta đi ngang qua đây thì thấy có hai chiếc lá này, nên là thổi một chút thôi. Nhặt lên thổi như vậy thôi mà, không có gì đâu. Bộ có vẻ buồn ngủ rồi đấy, đi ngủ sớm đi. Ta cũng buồn ngủ rồi, ta đi ngủ đây. Sao chỉ có mình muội? Sư phụ đâu? Sư phụ vẫn đang phiền lòng về việc xây lại Nguyệt Thần Cung. Trận chiến hôm đó đã quỷ không biết bao nhiêu nền móng của Nguyệt Thần Cung rồi. Rốt cuộc hôm đó có chuyện gì? Hôm đó Kim Vô Cấu dẫn theo thủ hạ đến Nguyệt Thần Cung, ra sức cướp đoạt, thậm chí còn dồn Nguyệt Thần Cung vào chỗ chết. Muội thấy chuyện này hẳn có liên quan đến Lý Hoài. Tên Kim Vô Cấu đó là hậu bối của Thượng Quan Tiên. Muội thấy lần này hắn rõ là nhắm vào Nguyệt Thần Cung chúng ta. Không thể nào đâu. Trên đường ta luôn theo sát Thượng Quan Hoài. Kim Vô Cấu chưa chắc là đã biết sự tồn tại của huynh ấy. Đây không phải là chuyện chúng ta nên nghĩ. May mà Nguyệt Thần Cung đã bắt đầu sửa chữa lại. Chỉ tiếc cho những tỷ muội đã thiệt mạng, không giết Kim Vô Cấu, hận này khó tan đấy. Sư tỷ có suy nghĩ như vậy rất tốt. Nhưng giờ Kim Vô Cấu chỉ là một nhân vật con. Giờ việc quan trọng nhất là lấy được bản đồ kho báu. Công chúa. Công chúa tính rồi à? Giờ này là giờ nào rồi? Đã là giờ tí rồi à? Nô tỳ đi mời phòng mã đến đây nhé. Không cần đâu. Nếu là già hỏi thì cứ nói là ta chưa tỉnh đi. Những gì khác không cần nói nhiều đâu. Vâng. Lui xuống đi. Nô tỳ cáo lui. Lý Nha thỉnh an công chúa. Miễn lễ. Chuyện tôi bảo ngươi làm thế nào rồi?
Chính thiếu gia và Vương tiểu thư đã ra khỏi thành, đi về hướng Kim Tiểu Thành rồi à? Tục ngữ nói, nuôi binh ngày ngày, dùng binh một giờ. Nhiều năm như vậy, cũng đến lúc thử năng lực của ngươi rồi đấy. Ta muốn ngươi ngầm bám theo hai đứa đó, một là bảo vệ chính nhi, hai là để mắt đến tên nghiệt chủng Thượng Quan Hoài, thích hợp lúc nào thì ra tay lúc đấy, được chứ? Thuộc hạ tuân lệnh. Chí Mạng Thanh, hai ta làm phu thê bao năm mà chàng dám nhẫn tâm xuống tay với ta như vậy, món nợ này nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Sao đi chậm vậy? Nhanh lên. Tốt nhất là chúng ta phải đi mau đuổi kịp bọn họ mới được. Quỳnh không sao chứ? Ta không sao đâu. Trong bộ dạng của Quỳnh, nếu thực sự lo cha mẹ Quỳnh ở nhà gây lộn thì Quỳnh về trước đi. Ta một mình đi tìm được mà. Yên tâm đi, ta không sao đâu. Ta đi cùng muội. Đi chính à? Từ 16 tuổi Quỳnh trở nên thế này, hẳn là Quỳnh không cam lòng đâu đúng không? 6 tuổi ta bắt đầu tập võ. Trong mắt mọi người, ta là một thiên tài võ học thông minh, giỏi tiếp thu bẩm sinh. Năm 16 tuổi, ta học được nội công và chiêu thức của Tiểu Lý Phi Đao, tưởng là nắm bắt được tuyệt học của nó. Có lần, ta lén cha mẹ rời khỏi nhà, từ bắt đầu ngao du giang hồ. Thứ duy nhất mà ta nghĩ trong đầu là khiêu chiến trưởng lão của các môn phái, để chứng minh thực lực của mình. Công tử, ngài nghĩ ngài ăn uống hay là ở trọ? Nghĩ ngài ăn uống trước rồi ở trọ sau. Dân à, công tử ăn gì đây? Đem hết những món ngon nhất lên đây cho ta. Công tử hào phóng thật đấy. Ta chuẩn bị ngay đây. Khoan đã, ta hỏi thăm một chuyện nhé. Công tử cứ nói đi. Gần đây có phải là có một cao nhân tên là Trung Nhị không? Vị công tử này, không biết công tử hỏi thăm Trung Nhị tiên sinh có việc gì không vậy? Ta muốn thách đấu với ngài. Ngươi cười cái gì? Không không, ta chỉ biết vị trí tương đối của Trung Nhị tiên sinh thôi. Mau nói đi. Ra khỏi tiệm, đi về hướng nam khoảng 5-6 dặm là có một thôn làng. Phía tây thôn này có một ngọn núi. Trung lão tiên sinh và các đệ tử của ngài ấy sống trong núi đấy. Biết rồi. Đợi đó, thưởng cho ngươi đây. Cảm ơn công tử, cảm ơn nhé. Tướng mạo vị huynh đệ này không tầm thường đâu, hẳn là người luyện võ, có đúng không vậy? Đúng vậy. Vậy xin hỏi xưng hô huynh đệ thế nào đây? Huynh đệ xuất thân từ môn phái nào? Ngươi hỏi thăm chuyện này làm gì? Là thế này, lúc nãy nghe nói huynh muốn nghe ngóng tin tức của Trung Nhị tiên sinh, còn muốn đấu với ngài ấy. Không dám giấu gì, ta là đệ tử của Trung Nhị tiên sinh. Nhưng mà muốn đấu võ với sư phụ của ta thì người sẽ không tùy tiện đấu đâu, trừ phi đối phương là cao thủ cùng đẳng cấp với người. Có lẽ sư phụ huynh sẽ cự tuyệt lời khiêu chiến của người khác, nhưng ngài nhất định không từ chối ta đâu. Vì ta chính là truyền nhân đời thứ ba của Tiểu Lý Phi Đao. Cô là truyền nhân Tiểu Lý Phi Đao sao? Đúng vậy. Cha ta chính là Lý Mạng Thanh, con trai Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Quang. Còn ta chính là cháu ruột của Lý Tầm Quang, Lý Chính. Thân phận thế này đã đủ đẳng cấp chưa? Huynh đệ, hay là huynh đưa ta đi gặp sư phụ huynh đi. Ta muốn đích thân thách đấu với ngài. Không thì thế này đi, ta về báo báo sư phụ trước. Nếu người đồng ý so tài với huynh, ta sẽ báo cho huynh, có được không? Cũng được. Vậy ta phiền huynh đại rồi. Tiểu Nhị, để ngươi bạc đây. Được rồi. Vào đi. Lý công tử, sư phụ quyết định gặp huynh. Huynh chuẩn bị đi rồi chứ? Chuẩn bị rồi, đi thôi. Mời. Sư phụ, đột nhiên đã đưa Lý công tử đến rồi đây. Tiền bối, tại hạ là Lý Chính, truyền nhân đời thứ ba của Tiểu Lý Phi Đao.
Hôm nay đến đây chỉ có một mục đích, là muốn thách đấu với Trung tiên sinh. Thách đấu? Chẳng lẽ ngươi không biết là ta đã rút lui khỏi giang hồ rồi sao? Vậy mới biết. Vậy ngươi khiêu chiến một người đã rút khỏi giang hồ thì có ý nghĩa gì chứ? Có đúng không nào? Vạn bối nghe nói tiên sinh võ nghệ phi phàm, lại là cao thủ hàng đầu, cho nên là tới đây muốn xin được thỉnh giáo tiền bối, đồng thời xem thực lực của mình thế nào. Nhưng mà ngươi đã phá vỡ sự yên tĩnh rút khỏi giang hồ của ta rồi. Sở dĩ ta rút khỏi giang hồ là vì muốn tránh xa những tranh đấu. Nếu ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi, thì có lẽ sẽ rất nhiều người đến đây khiêu chiến với ta đấy. Đến lúc đó, cuộc sống của ta sẽ không thể yên bình được nữa. Đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ Lý Mạn Thanh cha ngươi không nói cho ngươi sao? Chuyện này vạn bối không cảm thấy thế này là mang đến phiền phức cho tiên sinh đâu. Trên giang hồ, vì có quá nhiều vạn bối không biết nặng nhẹ như ngươi, nên mới tranh giành không dứt đấy. Sư phụ ta không muốn so tài với ngươi, biết điều thì ngươi về đi. Thứ lỗi cho vạn bối vô lễ, lần này vạn bối đến đây sẽ không bao giờ ra về tay trắng đâu. Được, ta hỏi ngươi, ngươi đã thách đấu với bao nhiêu người rồi? Đã thách đấu với 17 cao thủ có tên tuổi trên giang hồ. Chiến tích thế nào đây? Không bại trận nào, toàn thắng. Ngươi được lắm. Vạn bối học được thừa kế tuyệt học của Tiểu Lý Phi Đao, cũng sẽ phát triển Tiểu Lý Phi Đao trở nên quy hoàng hơn, khiến nó một lần nữa được cả giang hồ nể mặt. Thật ngông cuồng. Được thôi, về xuất chiêu đi. Đa tạ. Chính Nhi, Chính Nhi, Chính Nhi, Chính Nhi. Đại phu, vết thương con trai ta rốt cuộc sao rồi? Chính thiếu gia bị nội thương rất nặng, cần phải điều trị 2-3 năm gì đấy mới có thể khôi phục lại cuộc sống của mình. Huống hồ vết thương này của công tử trong vòng 1 năm cũng không thể nào lành được đâu. Sao cơ? Vì tương lai con trai ta có thể luyện được Tiểu Lý Phi Đao không? Tiểu Lý Phi Đao cần nội lực cực mạnh, nhưng các vị xem bây giờ công tử thế này, thực sự là không thể nào dùng nội lực được nữa đâu. Sao cơ? Xin mời. Điều tại ta là tại ta hại Chính Nhi rồi. Thiếu chủ, ngươi phải để ý đến sức khỏe của mình, không được buồn bã như vậy nữa. Sao ta có thể không lo chứ? Điều tại ta, ta không nên ép đặt sứ mệnh của Tiểu Lý Phi Đao, của Lý Gia lên người nó, càng không nên bắt nó phải gánh vác trách nhiệm mà hiện giờ nó chưa nên gánh. Thiếu chủ, ta đi tìm tên đó báo thù. Thôi đi thiếu thuốc à, bỏ đi. Thuốc không phải là đối thủ của Trung Nhị tiên sinh đâu. Cha, đừng trách người khác. Chính Nhi. Cha, chỉ có thể trách Chính Nhi thôi. Quá ngây thơ bồng bột, không nên đi thách đấu với người ta. Chính Nhi à,
đều tại cha thôi. Là cha không tốt, là cha đã mờ mắt bởi vinh quang từ lý vi đao của Lý Gia, hại con phải gánh chịu áp lực lớn thế này nên mới trở thành như vậy thôi. Cha đừng nói như vậy, con là truyền nhân từ lý vi đao cơ mà. Để vết thương con khỏi rồi thì con vẫn tiếp tục phát triển từ lý vi đao. Chính vì cha nhất định sẽ nghĩ cách tìm các đại phu giỏi nhất trong thiên hạ trị thương cho con đấy, để tương lai của con có thể sống yên bình. Cha ta biết truyền kỳ từ lý vi đao sẽ không xuất hiện trên người ta. Chính là từ lúc đó cha ta mới quyết định tìm Lý Hoài về để quân ấy kế thừa sự quy hoàng của tiểu Lý Vi Đao và Lý Gia. Không cân tâm thì sao chứ? Từ lúc ta bị nội thương, số mệnh đã an bài cuộc đời ta sau này rồi. Ta đã được định là không gánh được trách nhiệm của Lý Gia, cũng phụ kỳ vọng của cha ta đối với mình. Nhưng giờ thì tốt rồi, có đại ca ta không lo gì nữa. Đúng đấy, tên Hoài xấu xí đó bình thường trông chẳng đứng đắn, nhưng lúc quan trọng thì đáng tin cậy lắm đấy. Thực ra về mặt công lực, ta không thể như trước kia nữa, cũng không biết liệu có người ta ghét bỏ hay không. Khả Khả, Bụi có ghét ta không? Đối với ta, Bụi có chút tình cảm nào không? Cha ta luôn mong được gả vô nhà giàu, sau đó nghe theo lời sắp xếp của ông ấy. Nhưng bản cô nương không nghe ông ấy, chỉ vì ta muốn được gả cho người mà ta muốn gả thôi. Ta nhất định không từ bỏ đâu. Vô thương, vô thương. Nào nào, lại đây. Tối nay mụi giúp ta nghĩ cách là để Thái Nguyệt ở lại trong phòng được không? Được chứ. Vô thương, lên đường thôi. Vâng. Tính rồi sao? Không biết sao, cả người ta thấy khó chịu lắm. Có phải cái giường đó cứng quá không? Trong quỳnh cứ như cả đêm không ngủ được đấy. Đi thôi, nhanh lên. Chẳng lẽ hắn đã làm gì mình sao? Phò Mã, chàng đến làm gì? Ta không muốn gặp chàng đâu. Ra ngoài đi. Công chúa, di phu thực sự biết lỗi rồi. Ta hoàn toàn không ngờ nàng này đột nhiên xuất hiện sau lưng ta. Chuyện đó của ta quả thật là sai sót vô ý. Sai sót vô ý? Chàng tưởng rằng chàng nói những câu này ta tin chàng sao? Giờ chàng dám ra tay làm ta bị thương, nói không chừng sau này chàng cũng giết ta đấy. Công chúa, đừng nói như vậy chứ. Một chữ này tuy đánh lên người nàng, nhưng lại tổn thương đến tim ta đấy. Ta chỉ hận chuyện đó không đánh lên người mình. Nếu ta biết sẽ làm bị thương như vậy, thì ta nhất định sẽ không ra tay dứt khoát như vậy đâu. Vì tại sao chàng còn thả Chính Nhi đi? Chính Nhi tâm địa thiện lương, trước kia là chúng ta bảo vệ nó quá kỹ, bây giờ là lúc để nó ra ngoài rèn chủ rồi đấy. Ta và nàng cũng đã nhiều tuổi rồi, điều ta lo lắng nhất là sau này sẽ không còn ai bảo vệ nó nữa, cho nên mọi thứ trong tương lai đều phải dựa vào chính nó rồi. Có lẽ đúng là ta hiểu lầm chàng rồi. Đúng là ta quá lo cho Chính Nhi, bảo vệ nó quá kỹ càng, ngược lại trở thành trở ngại đối với nó. Công chúa, nàng hiểu được là quá tốt rồi. Không nói nhiều nữa, mau uống thuốc đi. Thôi bỏ đi, chàng ra ngoài trước đi.
Công chúa, vì nàng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt nhé. Ta yêu chàng cả một đời, dù phi đao của chàng không găm vào tim của ta, ta nghĩ cuối cùng mình vẫn tha thứ cho chàng thôi. Nhưng ta yêu chàng bao nhiêu thì ta lại hận. Tập 24. Hay là chúng ta cưỡi ngựa đi, nếu không đi bộ sẽ rất lâu đấy. Như vậy ta sợ không đổi kịp giống hoài xấu xí đâu. Cũng được, vậy để ta hỏi đã. Chủ tiệm, xin hỏi nhà các người bán mấy con ngựa đó bao nhiêu vậy? Ngựa lực của ta không bán đâu. Vì đề ca này, bọn ta thật sự rất cần hai con ngựa, xin quân giúp đỡ. Nhưng quân yên tâm, trả giá thoải mái đi. Cái tên này sao mà việc vứt vậy? Ta đã nói rồi, không bán, ngựa không bán. Ta nói cho người biết, số ngựa này do tri phủ đại nhân đặt, người mua sao nổi đây? Hơn nữa, người thì trả được mấy xu đây? Ta nói cho người biết, số ngựa này con nào cũng là thần mã, được chọn lọc 1000 con lấy một đấy, cao quý hơn hai người rất nhiều đấy. Đi đi, đi đi. Nói chuyện kiểu gì vậy? Thôi bỏ đi, đừng tự chuốc phiền phức nữa. Chúng ta nghĩ cách khác xem nào. Ta nói cho người biết, bọn ta có đầy tiền đây. Hôm nay ta nhất định phải có được con ngựa này. Đi nào. Cái người làm gì vậy? Đây đã. Người đâu? Có kẻ cướp ngựa đấy. Người đâu? Người của ta. Người của ta. Ta biết ăn nói thế nào với đại nhân đây này. Đi nào. Thủ đoạn kiểu này mà còn muốn bắt chước người khác may phục sao? Ra đây đi. Bọn ta tới báo thù cho nhân nghĩa đại hiệp, điền bối Đoạn Bất Phương. Chỉ cần các người thả Nguyệt Thần, những kẻ khác có thể tự do ra khỏi đây. Ý người là Nguyệt Thần là hung thủ sát hại Đoạn Bất Phương sao? Ngươi nghe nói vậy, Lý Mạn Thành đại hiệp đã chứng thực rằng Nguyệt Thần đã sát hại nhân nghĩa đại hiệp. Ngoài hắn ra thì còn ai đây? Lý Mạn Thanh đại hiệp, chiêu mượn dao giết người này quả nhiên áp dụng rất nhanh. Tin tức này cũng không biết là sự thật hay giả, cũng có thể là do hắn nói bừa đấy. Nhưng mụi yên tâm đi, ta sẽ điều tra rõ ràng cho mụi. Nhưng trước mắt thì bọn này e là khó dây dưa. Lát nữa mọi người hãy cẩn thận đấy. Tiền bối Đoạn Bắc Phương vài năm trước đã từng cứu sống bọn ta, đã kéo ta về từ Diêm Dương Điện, còn giao ta cho người tốt nuôi dưỡng, chưa bao giờ yêu cầu ta điều gì. Từ lúc đó mạng của ta là của ngài ấy rồi. Ta không cần biết ngươi là Nguyệt Thần hay là ai, không kẻ nào có thể ngăn được ta báo thù cho tiền bối đâu. Được thôi, vì để ta xem đám các người rốt cuộc có bản lĩnh tới đâu. Chuyện này không cần mua ra tay, chờ một chút đi. Người đó, nhìn cho rõ nhé. Đây là thương tâm chữ của tiền bối. Năm đó tiền bối từng dạy ta chiêu này, sao ngươi lại biết võ công của Đoạn tiền bối vậy? Ta hỏi ngươi nè, vài năm gần đây ngươi có thấy Đoạn tiền bối tung chiêu thương tâm chữ này nữa không? Không phải không? Có biết vì sao không? Vì Đoạn Bất Phương tiền bối thật sự nhiều năm về trước đã bị đệ đệ Đoạn Cửu Giang hãm hại, cắt đứt gần chân, bị đẩy xuống vực sâu. Ông ấy đã sống tạm bợ trong sơn cốc rất lâu. Một thời gian trước, ta cũng đã rơi xuống vực sâu bị trọng thương. May mà của mình lớn, gặp được Đoạn tiền bối. Ông ấy không những đã cứu ta mà còn dạy ta hết thương tâm chưởng cho ta đấy. Vì vậy, người mà ngươi muốn báo thù thay không phải Đoạn Bất Phương tiền bối đâu, mà chính là Đoạn Cửu Giang.
Ta thấy người nói năng hàm hồ vô lý. Lý Gia nhà các ngươi quả thật là cổ quái. Nếu đã báo thù cho tiền bối thì tại sao phải động chạm tới nguyệt thần cung? Không phải là thừa thải sao? Cô làm như vậy, ta giúp huynh giải quyết chúng. Khà khà, ta coi như ngươi đã trả thù cho tiền bối, nhưng quá ra ngươi lại cho đồng bọn tới giúp. Không, vậy mà ông đây còn tin lời nhà ngươi sao? Các huynh đệ, giữ chúng đi. Long ca ca, Quỳnh không sao chứ? Ta không sao. Đại ca, hãy tin ta đi. Lời ta từng nói là sự thật đấy. Ta sẽ không tin lời ngươi nói nữa đâu. Ai mà biết ngươi giở trò chứ? Hôm nay ngươi phải chết ở đây. Vì phiền ngươi xem tình hình bây giờ rồi hãy nói đi. Ngươi không tin ta thì cũng phải tin thương tâm trưởng của ta chứ. Đến cái này mà ngươi không tin thì phiền ngươi đi tìm Đoàn phu nhân để hỏi đi. Miếng ngọc bội duy nhật mà lão tiền bối nhờ ta giao lại, cứ đi hỏi phu nhân đi, là ngươi sẽ hiểu thôi. Ngọc bội, nếu ngươi đều biết đến ngọc bội thì xem ra lời ngươi nói là thật. Được, hôm nay ta sẽ tha cho ngươi. Vậy thất lễ rồi. Đi thôi. Các vị là thiếu gia, chúng tôi phụng mệnh thiếu chủ đến đây bảo vệ thiếu gia. Ngươi hãy về nói với Lý Mạn Thanh, nói là chuyện của ta tự tay giải quyết đi, bảo ông ta đừng lắm chuyện như vậy. Còn nữa, ông ta du quan cho nguyệt thần cung là ta biết hết rồi. Món nợ này ta nhất định sẽ tính đấy. Thiếu gia, chúng thuộc hạ phụng mệnh hành sự, xin thiếu gia hiểu cho. Đủ rồi, đừng lắm lời nữa, mau đi đi. Rõ, đi nào. Sao rồi, không sao chứ? Cũng may ta không sao. Công công, vào đi. Bọn Thượng quan Hoài đi tới đâu rồi? Đã sắp tới Kim Thủy Thành rồi. Vậy thì quá tốt rồi, nhất định đi theo sát chúng, tuyệt đối không được để mất dấu. Công công, nô tài có một chuyện không hiểu. Nếu chúng ta đã biết tin từ chỗ của Đức An công chúa rằng bản đồ khô báo trong tay Lý Hoài, thì tại sao vẫn chưa ra tay cướp đấy? Vội cái gì chứ? Chờ chúng tìm ra được rồi chúng ta sẽ lấy đi. Cho địch kiệt sức mà đánh, không phải là càng đơn giản sao? Dân, lùi xuống đi. Cảm ơn muội vô thương. Long ca ca, ta đã giúp Quỳnh băng bó vết thương rồi đấy. Vài ngày nữa sẽ khỏi thôi. Sau đây đừng hành động bốc đồng nữa, làm những việc này nguy hiểm lắm đấy. Muội là một cô bé, ta không cứu muội để nào đứng nhìn muội bị thương sao? Sao Quỳnh bị thương mà còn nói nhiều như vậy? Nếu không phải vì cô lỗ mãng thì Quỳnh ấy có bị thương không? Cô vô thương để những ổn chứa lông vật, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng nhắc đâu. Vậy thì tốt rồi. Hoài xấu xí, cô nhớ ta không? Cô còn nói gì nữa chứ? Ta và đám người đó vốn dĩ đang nói chuyện tử tế, kết quả thì cô động tay vào, suýt nữa là lớn chuyện rồi đấy, cô biết không vậy? À phải rồi, sao hai người cũng tới đây vậy? Vì ta lo cho sự an nguy của đại ca, vì vậy đã đi cùng Khả Khả chạy tới đây đấy.
Suốt đường đi, vì tìm Quynh mà Khả Khả đã phải chịu không ít cực khổ rồi đấy. Đúng thế, vì Quynh mà ta thậm chí còn mượn cái người của tri phủ đại nhân. Đó đâu phải là mượn đâu, đó đang là cướp mà. À phải rồi, giờ trời ngày càng lạnh, ta khuyên mọi người nên lên thị trấn chuẩn bị một ít quần áo để tránh lạnh đi. Nhìn này. Phải rồi, vì sao Tuyết cô nương không đi cùng vậy? Tỷ tỷ nói hôm nay tâm trạng không tốt, để mới tự mình đi dạo phố. Cô nương à, xem khăn lụa này đi, đẹp lắm đấy. Long ca ca, Quynh xem thế nào, có đẹp không? Đẹp lắm. Hôm nay tỷ tỷ cho mua một ít ngân lượng, vì vậy có thể mua rồi. Vậy mua đi. Xin lỗi nhé, cho ta đi nhà một chút. Thủy mùi mùi ta thấy là cái này mùi rất đẹp đấy. Lấy cái này đi. Ông chủ, tôi muốn lấy cái này. Bao nhiêu tiền vậy? Cái này à, cô đúng là tính mắt đấy. Đây là hàng tay vật chính gốc, độc nhất vô nhị, chỉ bán với giá này thôi. Thế này là bao nhiêu đây? Thế này là, để tôi nói cho mùi biết. Thế này nghĩa là 18 lượng bạc. Ta nghĩ mùi có bán mình đi thì chắc không có được 18 lượng bạc đâu. Chiếc khăn lụa này mùi đừng mua thì hơn đấy. Ông chủ, tôi muốn lấy chiếc khăn này. Ông chủ, tôi muốn lấy cái này. Đừng kéo nữa, đưa đây khăn lụa của ta. Đừng có kéo nữa. Lần này thì hay rồi đấy. Không hết khăn rồi, không đền tiền thì không được đi đâu. Là cô ta kéo đấy, tôi không biết gì đâu. Phương Cả Cả, ông chủ à, để ta đền. Cảm ơn. Xin lỗi nhé Thủy cô nương à, tính khí Khả Khả như vậy đấy. Như cô ấy không có ác ý gì đâu. Uống chén trà thư giãn đi. Đa tạ công chúa. Đã bao năm trôi qua, phu quân vẫn anh dũng không kém năm xưa. Đã thành bộ xương già rồi. Nếu không còn luyện công tiếp lời võ này, e là quan phí lắm. Ăn điểm tâm đi. Thiếu chủ, thiếu thuốc về rồi sao? Về rồi. Lan Hương, dạ, giờ tôi vào trong đi. Thiếu thuốc, tình hình bên phía Thiện Nhi thế nào rồi? Khởi bẩm thiếu chủ, thì thiếu gia và chính thiếu gia họ cuối cùng gặp nhau rồi. Nhưng hội vệ phái qua đó đều bị Thiền thiếu gia đuổi về hết rồi. Tại sao vậy? Dường như Thiền thiếu gia đối với chuyện thiếu chủ đem cái chết của Đoạn Bắc Phương để cho Nguyệt Thần cảm thấy vô cùng tức giận đấy à. Đứa trẻ này, tại sao nó không thể hiểu được tấm lòng hết sức muốn bảo vệ nó chứ? Nó vốn dĩ không hề biết hậu quả của việc đắc tội với đám nhân sĩ giang hồ sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Nếu nó còn tiếp tục đi tiếp như vậy thì e rằng càng nguy hiểm hơn đấy. Chuyện con cái thì cứ để chúng nó tự giải quyết đi. Trong mưa gió, có thể Thiện thiếu chủ có thể rèn luyện được lòng trung thành dũng cảm nữa. Nói không chừng bọn trẻ còn có thể chinh phạt được một mảnh đất cho riêng mình đấy. Khi thiếu chủ còn trẻ, chẳng phải cũng như vậy sao? Nào, Long Quynh, hãy nếm thử trà thiết quan âm thượng hoàng này đi. Họ vẫn chưa xuống à? Vị Quynh ngồi xuống trước đi, để ta lên gọi họ cho.
Vậy ta không đi nữa. Đại ca, đại ca, được thấy huynh bình an vô sự trở về, đúng là quá tốt rồi. Không sao, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Thực ra bọn đệ về sau chuẩn bị đến cứu viện cho các huynh, nhưng không ngờ rằng ta và các khả đều trúng độc, cho nên không đến kịp. Bọn đệ cũng trúng độc sao? Vậy bây giờ đệ thấy thế nào rồi? Độc trong người đệ đã được thanh trừ hết chưa? Yên tâm đi, ta không sao. Mẹ đã mời người y cho ta. Đại ca, trong huynh hình như có tâm sự trong lòng. Ta đang nghĩ, tại sao ông ấy lại đem cái chết của Đoạn Bắc Phương giá quà cho Thái Nguyệt chứ? Theo ta thấy, cha làm như vậy đều muốn tốt cho huynh đấy. Ông ấy chỉ muốn bảo vệ huynh. Giờ cha đã lớn tuổi rồi, võ công lại không bằng năm xưa nữa. Nếu không đem cái chết của Đoạn Bắc Phương để cho Nguyệt Thần Cung, ngộ nhỡ nhân sĩ giang hồ tìm đến huynh báo thù, thì cha chắc là không bảo vệ được huynh đâu. Đệ không cần nói đỡ cho mấy đâu. Sư tỷ, bọn ta đã đến chân núi của Chu Khô Báu, có cần mua điều thêm người của Thái Nguyệt Cung đến trước giúp đỡ không? Để đến khi Khô Báu xuất hiện chúng ta cướp lấy. Tạm thời thì không cần đâu, tất cả vẫn nằm trong sự khống chế của ta. Được, tỷ tỷ cẩn thận đấy, tuyệt đối không được mắc lừa Lý Hoài. Lý Hoài không chỉ là nam nhân, mà còn là nam nhân nhà họ Lý đấy, không đáng tin đâu. Nhưng ta tin tưởng huynh ấy. Thế này đi, tạm thời mùi đừng về Nguyệt Thần Cung, cứ lại Kim Thủy Thành, để luôn sẵn sàng nghe theo sự sắp xếp của ta. Dân. Vị huynh đệ này, xin hỏi là núi Sinh Na đi thế nào đây? Ta không biết đâu. Xin lỗi đại ca, tôi muốn hỏi một chút chuyện. Núi Sinh Na đi thế nào đây? Không thể lên núi Sinh Na được đâu. Trên đó có chim chín đầu ăn thịt người đấy. Nếu công tử lên đó thì sẽ không còn đường về đâu. Không thể đi, không thể đi được đâu. Sao người nào cũng nói không thể lên núi Sinh Na vậy? Để nào có chim chín đầu thật sao? Ta cảm thấy hai chúng ta nên quay về nhà trước đi, để cùng bàn bạc với nhau sau đó quyết định. Được chứ? Đi nào. Đại tiểu thư, ta có thể nói với muội một chuyện được không? Nói đi. Sau này chúng ta ra ngoài có thêm một ít được không vậy? Chúng ta ra ngoài để tìm Khô Báu, chứ đâu phải là đi chợ đâu. Mùi cứ mua túi lớn túi bé thế này rất là bất tiện đấy. Ta thì muốn đấy, quên quán được không vậy? Được, được rồi, mua. Chỉ cần mùi vui vẻ thì sẽ mua được chưa? Ta xuất tiền ủng hộ mùi, thấy cũng nghe được đấy. Quỳnh, coi ra càng ngày càng hiểu ta đấy. Trời sắp tối rồi, bọn họ đi đâu được nhỉ? Đừng có ngây ngốc đứng đợi nữa, chúng ta vào trong trước đi. Được. Hôm nay ta và Long Chợt ra phố hỏi mọi người làm thế nào để lên núi Sích Na. Kết quả là mọi người ở đây đều nói không biết, còn nói trên núi có chim chín đầu và khuyên bọn ta là không nên đi. Chim chín đầu là gì? Ta cũng không rõ nữa, nhưng trông thấy thái độ của họ, chim chín đầu này hình như là rất đáng sợ đấy, rất khó đối phó. Quỳnh nói chim chín đầu này liệu có phải là Thượng Quan Kim Hồng cố ý tạo ra không, dùng để hù dọa đám người đang dòm ngó Kho Báu của hắn? Cho dù thật hay giả, nếu đây không có ai nói cho chúng ta biết được đi, thì chúng ta phải tự đi thôi. Nhưng tất cả phải cẩn thận đấy. Chim chín đầu, nhỏ tiếng một chút thôi. Lão bá tính ở Kim Thủy Thành này sợ nhất là nghe chuyện này đấy. Thì ra trên thế giới này thật sự lại có chim chín đầu sao? Vì chúng ta thật may mắn rồi. May mắn? Cái này may mắn gì chứ? Ta nói với huynh, Phương Cả Cả ta muốn đi đánh chim chín đầu đấy. Huynh đừng có mà làm loạn nữa. Trước từng nói đến chim chín đầu là thật hay giả đây? Chỉ nghĩ đến chuyện leo núi tuyết thôi thì là nguy hiểm lắm rồi đấy. Ta cảm thấy huynh được lên núi thì hơn đấy. Cứ ở dưới núi chờ bọn ta đi. Tại sao ta không được đi chứ? Ta cứ muốn đi đấy. Được, ta biết không ngăn được muội. Nếu muội muốn đi thì vì muội phải cẩn thận một chút và không được cậy mạnh.
Nếu gặp chuyện gì nguy hiểm, muội phải trốn sau lưng ta biết chưa? Long ca ca, nghe nói chim chính đạo đó rất lợi hại, vì liệu chúng ta có nguy hiểm gì không? Thực ra bây giờ ta cũng không rõ tình hình ở đó, có thể sẽ rất nguy hiểm đấy. May bây giờ có Lý Hoài, còn cả Thế Nguyệt nữa, vô công của họ đã lợi hại hơn trước rất nhiều rồi. Nhưng mà ta vẫn lo chút chuyện đấy. Đừng lo gì nữa, muội quên rồi sao? Còn ta ở đây mà. Giữ mặt ấm một chút đấy, ta nghĩ trên đó sẽ rất lạnh đấy. Được. Chính như ra ngoài đã được một thời gian rồi, cũng không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Tham kiến công chúa. Chính như trên đường có gặp nguy hiểm gì không? Khởi bẩm công chúa, bọn thuộc hạ trên đường gặp phải sự tấn công của sát thủ, nhưng chính thiếu gia không hề bị thương gì hết. Trước mắt thì họ đã rời Kim Tử Thành rồi, đi lên đỉnh Xích Na. Làm tốt lắm. Bây giờ ngươi hãy lập tức quay về, làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho chính nhi đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Phò mã. Công chúa, sao công chúa đột nhiên đến đây thế? Ta thấy mấy ngày nay phò mã đã vất vả nhiều rồi, cho nên hầm thuốc bổ để chàng bồi bổ cơ thể. Công chúa, sức khỏe của nàng vừa mới tốt lên, không cần vì ta mà lo lắng đâu. Phò mã không cần khách sáo như vậy, đợi chàng được chữa xong thì dùng nhé. Vì đã tạ công chúa nhé. Mời phụ mã. Đa tạ công chúa. Công chúa còn việc gì sao? Không biết phụ mã có tin tức gì của chính nhi không? Công chúa yên tâm đi, chính nhi và thiện nhi đã an toàn tụ hợp với nhau rồi. Ta nghĩ hai huynh đệ họ ở cùng nhau, không chỉ chăm sóc được lẫn nhau, mà hai bên còn có thể tăng thêm tình cảm. Cho nên ta còn phải tìm hồi vệ bảo vệ bên cạnh họ. Ta tin là không có chuyện gì đâu. Nếu như vậy thì ta yên tâm rồi. Phò mã cứ dùng tự nhiên đi, ta xin phép đi trước. Công chúa về nhé. Tất cả không sao chứ? Ta không sao. Có phải chúng ta bị trúng mai phục không? Ai đã làm như vậy chứ? Đây chính là âm thanh của Quá Huyền Thuyết. Chiếc lồng lại rất lớn. Ta đoán dù tập trung sức lực của tất cả mọi người cũng không mở được đâu. Vậy phải làm sao đây? Ở đây không giống một nơi có người qua lại. Liệu chúng ta có phải bị nhốt ở đây không?
Chuyện này là sao đây? Đồng sát của chúng ta lại để bắt chim chính đầu đấy. Sao lại bắt được mấy tên này chứ? Các người đang nói gì vậy? Họ nói chiếc lồng sắt này vốn dĩ để bắt chim chính đầu, nhưng không ngờ không cẩn thận bắt luôn chúng ta. Thế mà đệ cũng hiểu được à? Ta từng lưu lạc ở đó, cho nên là ta nghe được họ nói gì. Vậy còn không mau lại giải thích với họ đi. Được. Các vị huynh đệ, thật sự rất xin lỗi, chỉ là bọn ta đi lại lung tung cho nên mới vào đây. Hay là huynh thả bọn ta ra đi. Ta là các Nhật Giác Lạp, là thủ lĩnh của những người này. Tại sao các người lại đi được vậy? Quân biết nói tiếng Hán à? Vậy thì tốt quá rồi. Giác Lạp quân phải không? Xin lỗi nhé, bọn ta lên núi chơi, không biết tại sao lại động vào cơ quan các quân. Phiền quân thả bọn ta ra ngoài nhé. Lên núi đi chơi. Ngọn núi này có thể có chim chín đỏ ăn thịt người, đã hại chết không ít người. Người bình thường nhìn thấy đều sợ hãi chạy trốn. Vì mà các ngươi to gan đâm đầu vào chỗ chết. Nói đi, cái người tới đây rốt cuộc là cái gì đây? Giác Lạp quân, bọn ta thật sự đến chơi thôi. Quân xem đám người bọn ta đi một chút võ công. Như bằng thế này đi, thả bọn ta ra ngoài, bọn ta sẽ giúp quân bắt được chim chín đầu được không? Không được. Các ngươi lại địch không rõ ràng, không thể thả các ngươi được. Thủ lĩnh, mọi người chết giả rồi. Đã có thông tin của chim chín đầu chưa? Họ nói gì vậy? Bọn họ nói đang tìm hang động mà chim chín đầu đang sống. Họ nói trong hang đó có một thứ tên là đá thiên lạc, tới khi trời tối sẽ phát ra ánh sáng. Nhưng bọn họ đã tìm khắp núi rồi mà không thấy đá thiên lạc. Gì vậy? Chắc là ở đây. Phải, có lẽ nơi này đấy. Để ta nói với họ. Cái gì huynh đây? Chào huynh. Thật ra bọn ta đã biết nơi ở của chim chín đầu. Vậy chi bằng huynh hãy thả bọn ta ra rồi nói chuyện được không? Ngươi coi bọn ta là trẻ lên ba sao? Huynh không tin thì xem đi. Chẳng trách bọn ta tìm mãi không thấy chim chín đầu, thì ra nó sống trên đỉnh của núi Xích Na. Giác Lạp quân, nếu đã biết là ở đâu, thế tại sao hình như quân không vui thì phải? Cái người có điều không biết đó thôi. Đỉnh núi Xích Na là nơi cực hàn, cách mặt nước biển hơn 5.000 mét, căn bản là không có một ai có thể lên được. Điều này quân không cần lo. Trên bản đồ này đã có ký hiệu, vậy thì chứng minh rằng đã có người lên đó. Người khác có thể lên, vì chúng ta sẽ không lên được chứ. Nếu các ngươi thực sự muốn lên núi Xích Na bắt được chim chín đầu, vì ta thay mặt toàn bộ bách tính Kim Thủy Thành cảm ơn huynh. Bồ Tát phù hộ, chính nhi có thể bình an trở về. Con không cần thằng bé trở thành đại anh hùng được người dân tung hô, chỉ cầu cho nó được bình an. Dù là công chúa cũng chỉ là một người mẹ muốn bảo vệ đứa con của mình, là thê tử của ta 20 năm. Hà tất ta lại so đo với nàng nhiều như vậy.
Đây chính là đỉnh xích na khó trèo nhất của bọn ta. Không biết trên đó có nguy hiểm gì không? Ta thấy mọi người đừng đi thì hơn. Hoài chết tiệt, cô đừng coi thường người khác như vậy chứ. Bọn ta đều đi được mà. Phải, bọn ta không sao đâu. Không cần lo cho bọn ta đâu. Phía trước có ánh sáng. Ca Khả, mua từ từ thôi. Ca Khả, Ca Khả, mua đừng giận trước. Tại sao? Mua đừng quên là nơi này có thể có chim dính đầu sao? Cẩn thận một chút đi. Tất cả mọi người cẩn thận. Con chim này vô cùng nguy hiểm. Đã có rất nhiều người phải chết vì nó rồi đấy. Ta mặc kệ đó là chim dính đầu gì đó. Đến con nào giết con đấy. Ca Khả. Khả Khả, Lý Chính, Kha Khả, không được. Bây giờ quân xuống dưới rất nguy hiểm đấy. Ta không bỏ mặc bọn họ được đâu. Ta biết bây giờ quân rất sốt ruột, nhưng mà quân xuống đó thực sự rất nguy hiểm đấy. Không được. Nếu như quân nhất định phải xuống, thì ta nhất định đi cùng quân. Lý Huynh, yên tâm đi. Dù hết toàn quân đệ của ta thôi. Quân đệ của quân chắc không sao đâu. Lý Huynh, người tốt sẽ được trợ giúp. Quân đệ của ta nhất định sẽ tìm được họ. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Chính Nhi, Chính Nhi. Lý Chính, Lý Chính, quân tỉnh lại đi, Lý Chính à, Lý Chính, quân đã hứa với ta là quân sẽ không chết mà, quân chưa chết, Lý Chính, quân sao rồi, quân đã đi chờ nhé, ta đi xung quanh tìm xem nào, đừng đi, quân cố chịu được đi, ta sẽ quay lại thôi. Thank you.
Lý Chính, Quân tỉnh lại đi. Lý Chính, phía trước có sơn động đấy, có thể tránh tuyết, chúng ta vào trong đi. Quân tỉnh lại đi. Lý Chính à, Lý Chính, ta lạnh quá, vẫn chưa có sự cho phép của ta, Quân không được chết đâu. Khà khà, Lý Chính, Quân tỉnh rồi. Lạnh quá. Còn lạnh sao? Ta nhóm lửa giúp Quân rồi mà, vẫn còn lạnh nữa hả? Ta lạnh quá. Vậy phải làm sao đây? Thôi kệ. Như thế này không lạnh nữa phải không? Người này rút cuộc lại đây. Tại sao lại bị khóa nhiều như vậy, lại còn có thể phát ra công lực mạnh mẽ như thế? Tiền bối. Tiền bối, xin lỗi người. Người không sao chứ? Người, người lại. Sao người biết dùng tiểu lý phi đao vậy? Ta tên là Lý Hoại. Lý Hoại. Thám hoa tiểu lý, Lý Tầm Hoan chính là ngươi sao? Đó là ông nội của ta. Ông nội? Ngươi quen ông ta sao? Đâu chỉ quen thôi đâu. Không ngờ lão hổ ta trong lúc còn sống vẫn còn được gặp hậu nhân của bạn cũ. Thế là đủ rồi. Tiền bối, phải dân hồ với người thế nào đây? Dân hồ thường gọi ta là Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân, người chính là Thiên Cơ lão nhân đứng đầu trong quyển sách Bách Hiểu Sinh bên khí phổ sao? Người trong giang hồ chẳng phải đồng đại. Người bị Thượng Quan Kim Hồng giết rồi sao? Gì cơ? Hắn dám giết ta? Nếu ta chết rồi, cái ngươi sao có thể? Ngươi đừng tức giận, đừng tức giận. Tiền bối à, rốt cuộc tại sao người lại rơi vào bước đường này vậy? Cái này phải nhắc đến trận ác chiến giữa ta và Thượng Quan Kim Hồng. Không ngờ người đã được Long Phượng Hoàng
Được đến mức xuất thân nhập quỷ thế này, nếu cho ngươi thêm vài năm nữa, e rằng lão phu cũng không phải là đối thủ của ngươi đâu. Bại là bại, hôm nay ta có thể chết ở đây dưới gậy của thiên cơ ngươi. Từ quan kim học ta cũng thấy đáng rồi. Quả nhiên ngươi là một nhân vật tầm cỡ. Nếu hôm nay ta giết ngươi, giang hồ sẽ bớt đi một sư tông. Đó chính là sự đáng buộc cho Võ Lâm.